Vâng, em xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của em ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ nói về một cái vấn đề liên quan đến việc làm YouTube hiện nay. Vậy làm YouTube hiện nay năm 2019 nó có khó hay không? Và thật sự nó trải qua những cái vấn đề biến cố như thế nào trong năm 2019? Bản thân em cảm thấy nó cũng rất là khó. Tại vì năm 2019 trong giới YouTube, những YouTuber ra đồn là YouTube là một cái nghĩa địa chôn vùi tất cả những kênh to nhỏ. Từ bé đến to, từ cũ cho đến mới, cứ vi phạm là chết, ăn gậy là chết, không nói nhiều. Còn từ cái năm 2018 đổ về trước, tức là 27, 26, 25, YouTube thực sự là một cái thảo nguyên màu mỡ mà tất cả những người đang đi làm ở ngoài không thể nào nhiều tiền bằng người làm YouTube những cái năm đó. Và chính vì thế, đến một thời gian rầm rộ là năm 2018 là bắt đầu là đổ xô đi làm YouTube, tại vì nguồn thu nhập của nó quá khủng. Thậm chí tháng cả 100 triệu, 200 triệu, tháng kiếm cả 3, 4, 500 triệu một tháng từ YouTube. Nhiều người đã bỏ dở hết công việc, lao đầu vào YouTube. Lúc này YouTube cảm thấy cái lượng người đăng ký kênh lên quá nhiều, các vlogger lên quá nhiều, YouTuber nổi lên quá nhiều. Thì người ta bắt đầu là thắt chặt từ năm 2019, thắt chặt hết cỡ cái chế độ lại đấy, các cái chính sách này, thắt chặt lại hết cỡ để gò lại. Nhớ ông nào cảm thấy đủ lực, đủ mạnh, đủ kiên trì có thể tồn tại được cái trên mảnh đất YouTube này thì nó sẽ được sống. Còn những ông nào mà cảm thấy yếu là tự chết, tự mình bóp cổ mình chết thôi. Đấy là để gần như là sàng lọc những cái kênh YouTube không đủ mạnh để sàng lọc ra, đẩy hết ra ngoài. Vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 cái vấn đề chính mà một kênh YouTube không được bật tính năng kiếm tiền. Cái vấn đề thứ nhất đó là liên quan đến vấn đề là bản quyền. Thì bản quyền là chia làm hai loại: bản quyền âm thanh và bản quyền hình ảnh. Bản quyền âm thanh nó cực kỳ là nặng, quá nặng trên YouTube, tại vì nó quét bằng sóng âm. Cho nên là chỉ cần bạn lấy một đoạn nhạc của một cái bản nhạc nổi tiếng, ví dụ là bài "Suốt này con không về" của Quang Lê, đúng không? Chỉ cần trong video bạn cất lên câu là "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con", như thế thôi là bạn đủ chết rồi. Cần 3 giây, 2 giây thôi là đủ chết rồi, tại vì bản nhạc nó quá nổi tiếng. Những cái bản nhạc nổi tiếng nó có rất nhiều các cái hội bảo vệ bản quyền âm nhạc, người ta bảo vệ bản quyền cho. Bản quyền thứ hai đó là liên quan đến hình ảnh và video, thì nó nhẹ hơn một chút, tại vì video và hình ảnh nó sẽ phải quét thủ công, nó không quét bằng hệ thống tự động như âm thanh được, tại vì liên quan đến các cái chỉ số, các điểm chỉ trên màn hình điểm ảnh nó rất là nhiều, cho nên không thể quét tự động được. Rồi thì vấn đề nó nặng nhất vẫn là âm thanh. Các bản nhạc nổi tiếng mà mình dùng của nó rất là nhiều vấn đề liên quan xảy ra. Rồi, liên quan cái vấn đề thứ hai mà kênh YouTube không được bật tính năng kiếm tiền, đó là vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Vậy vi phạm nguyên tắc cộng đồng đây như thế nào? Vậy nguyên tắc cộng đồng của nó là như thế nào? Nguyên tắc cộng đồng nó miên man, nó dài miên man đến mình cũng không thể đọc hết được, mình không thể hình dung được. Nhưng mà mình tóm gọn lại, mình nói sơ để các bác hiểu, đó là cái nguyên tắc cộng đồng ấy, nó là cảm nhận của cái người xem. Cảm nhận người xem cảm thấy video này có ích này, cảm thấy video này nó hay này, cảm thấy video này nó bạo lực này, cảm thấy video này nó giết mổ, nó man rợ, nó kinh dị, nó cảm thấy là hoang mang cho người xem, hoặc là khiêu gợi một vấn đề gì đó nó không được lành mạnh. Thì đó là cái nguyên tắc cộng đồng, đó là cái cảm nhận người xem. Người ta xem như thế nào thì người ta sẽ đánh giá kênh đó như vậy. Xem không hay sẽ bị report, người ta sẽ báo cáo kênh này, ấn dislike nhiều hơn là ấn like. Cho nên là cái cảm nhận người xem nó là liên quan đến nguyên tắc cộng đồng. Đấy, mình chỉ nói sơ qua các bạn hiểu. Còn bản quyền hình ảnh ấy, âm thanh nó lại liên quan vấn đề là máy móc rồi, dập khuôn máy móc. Còn cái nguyên tắc cộng đồng nó liên quan đến cảm nhận trực tiếp người xem, cái tâm lý, cái đầu người xem, người ta cảm nhận như thế nào về video đó. Đó là nguyên tắc cộng đồng. Cho nên là không nên làm những nội dung liên quan đến vấn đề là giết mổ động vật. Tại vì trong nguyên tắc cộng đồng của nó có một cái điểm đó là không được bạo hành động vật, kể cả một con gà, một con rắn hay một con vịt hay con cá đang sống vậy mà tự nhiên vác cái dao chặt đứt đôi đầu ra, máu phun ra như kiểu nước, như vậy là chết rồi, làm vi phạm bằng cái vấn đề là bạo hành động vật. Muốn làm gì làm, đừng để cảnh giết mổ lên trên đó, máu me tai nạn rồi là phụt ra như tiết, óc bắn lên trên đường. Đấy, ví dụ như vậy. Và cái liên quan đến cái bạo lực trẻ em, mình cũng đã dính phải cái trường hợp là bạo lực trẻ em, cho nên một cái kênh YouTube của mình không được bật tính năng kiếm tiền, mặc dù đã đủ điều kiện, mặc dù kênh đó mình đã đầu tư hết công sức, tâm huyết của mình vào đó, tiền bạc, thậm chí mình có chạy quảng cáo ads Google hết 3-4 video trên đó, mỗi video hết khoảng 3 triệu, tương đương khoảng 10 triệu tiền quảng cáo trên đó rồi, thậm chí là hơn.
mình nhớ là hơn hơn 10 triệu tiền quảng cáo trên đó, chạy quảng cáo. Nhưng mà kênh mình vẫn không được bật tính năng cầm tiền, mặc dù đã thừa điều kiện đủ 2.000 sub, hơn 2.000 sub, thừa gấp đôi rồi. Giờ xem thậm chí là 120.000 giờ xem luôn, còn thừa gấp 3 lần cái chỉ số của nó đưa ra mình. Ở đâu 12.000 giờ xem. Quy định của nó là 4.000 giờ xem nhưng mình đã thừa, mình thừa gấp 3 lần 12.000 giờ xem nhưng mà cũng không được bật tính năng cầm tiền. Và đến bây giờ mình vẫn đang tiếc về điều đó, kênh của mình vẫn đang treo giỏ. Bây giờ mình giữ làm kỷ niệm. Và hiện tại mình hẳn một hoạt động kênh YouTube duy nhất, đó là kênh TVlog, là kênh này đã bật tính năng kiếm tiền rồi, cho nên là mình hoạt động kênh này. Còn mình còn vài kênh nữa, còn một kênh 21.700 sub này, một kênh 2.000 sub này, và còn vài kênh nữa, nhưng mình cũng tại mình lâu mình không động vào nó, mình để không thôi. Mình bây giờ mình chú tâm mỗi một kênh TVlog thì thôi, tại vì đã bật tính năng kiếm tiền rồi cho nên là đã có thu nhập. Đó là cái vấn đề nguyên tắc cộng đồng. À, có cái nội dung trong nguyên tắc cộng đồng nữa, đó là hạn chế làm những cái nội dung liên quan đến vấn đề là không lành mạnh, ảnh hưởng đến 18 cộng đó. Thì là tại vì nếu mà các bạn thực sự là có trình độ, có được đào tạo, có giáo trình để giải đáp về vấn đề 18 cộng thì nó sẽ không sao. Còn nếu mà các bác làm vấn đề là quay những video nam nữ rồi là liên quan nội dung 18 cộng, truyền bá phẩm đồ trụy, thì có thể là kênh đó sẽ mãi mãi vĩnh viễn không được bật tính năng kiếm tiền, thậm chí còn bị xóa sổ khỏi YouTube. Rồi, đó là cái lý do thứ hai mà kênh YouTube không được bật tính năng kiếm tiền, đó là vi phạm nguyên tắc cộng đồng nghiêm trọng. Cái thứ ba đó là cái ảnh bìa của video, đó là cái thumbnail, nó gọi là cái thumbnail ảnh bìa. Đây, như các bác nhìn đây, đây nó gọi là cái thumbnail này, ảnh bìa của video này. Đấy, ví dụ là một thoáng cô tô của mình, của em đây đúng không? Một thoáng cô tô là ảnh bìa. Đấy là cái nội dung video trong video nó phải khớp với cái ảnh bìa này. Ví dụ ảnh bìa nói với cái cảng cô tô này đúng không? Thì nó phải khớp, nội dung trong video nó phải khớp với lại cái này. Đấy, nó phải khớp. Nó phải khớp trong cái video này. Quảng cáo của em, các bác thông cảm cho em nhé. Quảng cáo là có tiền nhá. Các bác xem thì ủng hộ, ấn đăng ký cho em nhé. Ăn quảng cáo hoặc là chờ hết 5 giây bỏ qua cũng được, như vậy là có em có tiền rồi, có đồng mấy đồng mua sữa cho con. Đó, đó là cái ảnh bìa, ảnh thumbnail. Thì làm sao nó phải khớp với nội dung video bên trong video, chứ đừng có lệch lạc. Ví dụ ảnh bìa về một thoáng cảnh ô tô nhưng mà nội dung trong video lại ngồi nói phét như bây giờ. Đấy, thì như vậy là không được. Đó là đánh lừa người xem, và YouTube cực kỳ là tố kỵ cái vấn đề này, đánh lừa người xem. Ảnh bìa video, ảnh thumbnail làm rất đẹp, thu hút người xem. Người ta chỉ xem thì muốn kích vào đấy để xem là bên trong là cái gì. Nhưng mà mở ra cái nó đang một cái nội dung khác, như vậy là làm sai cái nguyên tắc của nó rồi. Thì là rất có thể kênh đó nó không bao giờ bật tính năng kiếm tiền, tại vì đã có sự lừa đảo trong đó, gian lận trong vấn đề làm ảnh bìa thumbnail. Đó là cái vấn đề thứ ba tại sao kênh YouTube không được bật tính năng kiếm tiền. Cái thứ tư ấy, là trước khi gửi đơn ấy, là phải xem xét kỹ cái kênh của mình xem có vấn đề gì không. Ví dụ như là cái video của mình cảm thấy nó không ổn về vấn đề bản quyền, rồi là đến vấn đề của người ta cộng đồng, mình cảm thấy nó không ổn, là tốt nhất xóa đi, bỏ video đi. Trước khi gửi đơn là phải xóa những cái nội dung như vậy. Xem xét kỹ lại tiêu đề xem có đúng với nội dung video không. Xem xét lại kỹ cái ảnh thumbnail xem có đúng với lại cái nội dung video bên trong hay không. Tóm lại là kiểm tra kênh của mình phải kỹ, kỹ hết mức, đừng để một cái sai sót cho xảy ra. Và quan trọng nhất vẫn là đủ điều kiện bật tính năng kiếm tiền, là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem trước khi đụng nút tính năng bật tính năng kiếm tiền. Rồi, đó là vấn đề thứ tư là tại sao kênh YouTube không được bật tính năng kiếm tiền. Và cái vấn đề thứ năm đó là vấn đề nó rất là nhiều người gặp phải, và đến em cũng gặp phải thôi, đó là nản quá, bỏ không làm video nữa. Mặc dù đã gửi đơn, kênh đủ 1.000 người đăng ký đúng không? Em nói ví dụ, hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng là kênh đủ điều kiện đăng ký đúng không? Bác gửi đơn luôn. Bác chờ đến 15 ngày. Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 đến ngày 15, tức là 15 ngày các bác vẫn ra video bình thường. Đến thứ ngày thứ 15 đổ đi, các bác cảm thấy chán nản dần, hoặc là đến 1 tháng các bác chán nản dần không ra video nữa. Là tại vì kênh không được bật tính năng kiếm tiền, không được ấy, không được duyệt, tại vì lâu quá không thấy phản hồi. Thì các bác bỏ ngỏ kênh đó, không làm video nữa, không đăng nữa. Mà các bác nên nhớ, tại vì kênh YouTube của mình là một kênh bé mà mình nôn nóng mình gửi đơn ngay từ sớm,
thì YouTube nó sẽ xem xét những kênh to trước, những kênh nhiều người đăng ký trước. Tại vì nó một ngày nó quá nhiều đơn gửi lên cho YouTube, nên người ta không thể xem xét liền lúc được, người ta sẽ phải chờ 1 tháng, 2 tháng. Xem xét lần lượt những kênh nào mà cảm thấy nó khỏe kênh ấy, thì người ta xem xét trước, còn kênh bé như mình ấy, như em với các bác ấy, thì là nó sẽ xem trong khoảng độ 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng sau mới xem cơ. Nhưng các bác bỏ ngỏ như vậy đúng không? Không ra video nữa, đến ngày nó xem động một kênh của mình nó bảo quái lạ, kênh này gửi đơn rồi, tại sao lại không sản xuất video nữa? Thôi bỏ đi, chắc là thôi, nó không làm ở đâu thì mình cũng chả xem cho nó nữa. Có những kênh là chết rồi, vất đi, thế thôi. Thì có phải là công sức các bác đổ xuống sông xuống biển từ trước đến giờ là mất hết đi không? Tốt nhất là các bác không cần ra nhiều video từ lúc gửi đơn. Các bác giảm lượng sản xuất video xuống. Thậm chí là 1 tuần ra 1 video hoặc là 2 tuần ra 1 video. Như thế thôi. Trong khoảng thời gian chờ là cố gắng ra video không cần đều. Nhưng mà khi nào rảnh rỗi đó các bác đăng tải video lên cho em. Làm 1 video ngắn thôi đăng tải lên cho em thôi là được. Chứ đừng bỏ ngỏ kênh của mình, nó phí. Nó phí, thật sự là phí công sức của bác từ ngày trước đến bây giờ. Em cũng khuyên các bác là ngày nào cũng phải làm 1 video, 2 video, 3 video đăng lên. Thật sự rất là mệt, sức đâu mà làm đúng không? Mình chỉ cần làm sao chất lượng 1 video, cả 1 tuần, 2 tuần ra 1 video. Nhưng mà chất lượng mình đầu tư nghiêm túc vào nó, mình làm nghiêm túc thì cái chất lượng nó sẽ cao hơn rất nhiều. Không cần phải ra ngày 2-3 video, 5-7 video thì là YouTube bản ông này sản xuất video nhiều thì nó mới giỏi, mới là bật năng kiếm tiền cho mình, không phải. Chỉ cần các bác làm hay, các bác làm nghiêm túc, 2 tuần hay 1 tháng ra 1 video cũng thế thôi, không cần nhiều. Đến khi nào YouTube bật tính năng kiếm tiền, lúc đấy mình bắt đầu là có thu nhập, mới chuyên sâu vào làm video. Lúc đấy 1 ngày đăng video hoặc 2 ngày gửi video thì không ai nói làm gì. Đấy, tốt nhất các bác đừng bỏ ngỏ kênh, hãy cố gắng kiên nhẫn. Em cũng đã gặp phải trường hợp đấy rồi. Thỉnh thoảng em gửi đơn 2 tháng đúng không? Thỉnh thoảng gửi cho em một cái thư, nó báo là chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn, nghĩa là mình chờ đợi, anh là đánh giá cao sự chờ đợi của mình. Nghe nó đau, mẹ đau kinh khủng, không biết khi nào nó mới phản hồi. Mình còn nhắn tin lên trên cái Twitter của nó ấy, thì nó bảo là chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn và chúng tôi đang xem xét kênh của bạn trong thời gian sớm nhất. Thì cũng đúng như cái nội dung email nó gửi cho mình thôi, thì cũng như vậy cả thôi, chả biết nói chuyện với ai nữa. Mình gửi cho nó bao nhiêu tin nhắn được bằng tiếng Anh, copy gửi bằng tiếng Anh các kiểu. Gửi xong về chốt lại câu là chúng tôi đánh giá cao sự ghi nhận của bạn. Thế thôi, chả có gì khác, nghĩ đau lòng. Rồi, đó là cái vấn đề làm kênh YouTube. Là 5 vấn đề mà tại sao kênh YouTube không được bật tiếng Anh kiếm tiền. Đó là sẽ em thống kê, em kiểm tra kỹ là liên quan đến 5 vấn đề chính như thế đấy. Còn YouTube không, nó không xem xét nội dung nhảm hay là nhạt đâu nhá. Nội dung cứ nhiều người xem mà ít người đánh giá thấp thì đó là nó có tiền rồi. Tại vì YouTube là một nền tảng sản xuất video, kinh doanh trên nền tảng video. Video càng nhiều người xem tức là năng lực của người đó càng giỏi. Nó chỉ xem xét như vậy thôi. Nó không cần biết là video này nhạt hay là không có muối như thế nào. Đấy. Nó chỉ cần biết là cái video này của ông nhiều lượt xem, nó chen được nhiều quảng cáo, là nó có được nhiều tiền và người sản xuất video có nhiều tiền, là hai bên hợp tác thành công. YouTube là một nền tảng kinh doanh chứ không phải là mạng xã hội bình thường. Kinh doanh trên nền tảng video như thế thôi. Còn các bác nào mà làm video ấy, làm YouTube thì nên nghiêm túc với nó, chứ đừng làm kiểu ngày 1, ngày 2, làm 1, 2 tháng, 5, 7 tháng chán nó bỏ. Thì cái nội dung này em sẽ nói trong một cái video tiếp theo về vấn đề là có nên làm YouTube bây giờ năm 2019, có nên làm YouTube hay không. Thì em sẽ làm một cái video gần nhất, có thể ngày mai kia em sẽ làm một video, em sẽ giải đáp thắc mắc rõ về vấn đề này là năm 2019 có nên làm YouTube hay không. Tại vì năm 2019 là một năm rất là khó khăn trong việc làm YouTube. Rồi, đó là chốt lại 5 vấn đề chính là tại sao một cái YouTube không được bật tính năng kiếm tiền. Thứ nhất, vi phạm bản quyền này, âm thanh hình ảnh. Cái thứ hai là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cộng đồng về bạo lực, giết mổ, hình ảnh 18+. Rồi cái liên quan đến vấn đề thứ ba, đó là cái ảnh bìa, ảnh thumbnail nó không khớp với lại nội dung video. Nó gần như đánh lừa người xem, dối trá người xem, cảnh báo lừa đảo đấy. Cái thứ tư đó chính là trước khi gửi đơn là phải xem xét kỹ kênh có vấn đề gì không,
đấy, xem xét kỹ kênh có một vấn đề gì không, tất cả liên quan đến nội dung video, hình ảnh các kiểu các kiểu. Và cái thứ năm đó là phải trong lúc chờ đợi phải ra video, chứ đừng bị bỏ ngỏ kênh YouTube không ra video. Không cần ra nhiều, nhưng mà ra 1, 2 cái, 5, 6, 7 cái gì đấy, nhưng mà không cần phải đều. Dụ nay ra đúng không, hoặc là tuần sau ra cái, hoặc tuần sau nữa ra cái, thế thôi. Không cần ra video nhiều, không cần phải ngày nào 3, 4, 5 cái, 7 cái như mình vừa nói. Đó là 5 vấn đề mình chốt lại, là vấn đề là tại sao một kênh YouTube không được bật tính năng kiếm tiền. Rồi, nếu các bác cảm thấy video này hay, có thể ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em, và nhớ ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Ấn đăng ký xong, nó có nút chuông bên cạnh, ấn vào chuông nhận thông báo tất cả, là các bác sẽ nhận được video thông báo của em, thông báo video của em khi mà em đăng video mới lên. Tại vì bây giờ em sẽ làm một cái series chia sẻ về những vấn đề làm YouTube, chia sẻ giao lưu với các bác. Rồi, cảm ơn các bác xem video này của em. Chào các bác.